219HX, màn hình viền siêu mỏng, giá chỉ 2,89 triệu. Nếu khi xưa đeo mang đến cho người dùng những sản phẩm trong phân khúc từ cận cao cấp đến cao cấp được đầu tư về cả thiết kế, công năng thì ngày nay, ranh giới đó đã được mở rộng, bạn sẽ được trải nghiệm một dòng sản phẩm hoàn thiện cả về ngoại hình, công năng trong một mức giá tầm trung, phù hợp với tất cả mọi người. Thiết kế hiện đại với viền 4 cạnh siêu mỏng Việc giải phóng không gian trên bàn làm việc cho phép người dùng tập trung hơn vào nội dung trên màn hình mà không bị sao lãng. Với bốn cạnh viền màn hình siêu mỏng gói gọn trong mức giá 2,89 triệu đồng, SE2219HX trở thành một trong những dòng sản phẩm tiên phong trong đại gia đình Dell về một thế hệ màn hình hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ. Ưu điểm nổi trội giúp SE2219HX có thiết kế mỏng hơn là nhờ vào công nghệ LED Backlit được áp dụng giúp cho màn hình đạt được kiểu dáng sáng trọng, nhẹ nhàng, màu sắc đẹp chính xác và giảm được điện năng tiêu thụ. Ngoài ra LED backlit tiêu thụ điện năng ít hơn hơn do đó sẽ ít ảnh hưởng đến môi trường vì không chứa những thành phần đạt mức nguy hiểm và dễ dàng tái chế sử dụng. Chất lượng cao cấp hơn ở mức giá phổ thông. Màn hình SE 2219 HX được đeo định vị trong phân khúc phổ thông nhưng dễ dàng phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người bởi một kích thước 215 inch fhd hỗ trợ 16.7 triệu màu phổ biến đi cùng thiết kế mỏng nhẹ hiện đại bỏ qua những yêu cầu khắt khe của game thủ hay những nhà dựng phim, đồ họa chuyên nghiệp. Thông số của màn hình SE 2219 HX có thể làm hài lòng các nhu cầu làm việc, giải trí tại doanh nghiệp hay tại nhà, nhằm giúp hạn chế ánh sáng xanh từ màn hình LED. đeo đã kết hợp với công nghệ màn hình IPS cao cấp, cung cấp góc nhìn rộng và cho ra màu sắc hiển thị tốt hơn, rất thích hợp cho thiết kế đồ họa vốn đòi hỏi khắt khe về chất lượng hiển thị. Ngoài ra, sản phẩm cũng giữ độ sáng cơ bản đạt 250 cc trên mét vuông để giảm thiểu tình trạng nhức mỏi mắt từ ánh sáng màn hình phát ra. Với mong muốn nâng cao trải nghiệm người dùng trên thiết bị của mình, Dell cũng đưa vào công nghệ chống lóa anti là vào SE 2219 HX, giúp cho việc sử dụng máy dễ dàng hơn khi vào những môi trường ánh sáng quá nhiều và khó sử dụng. Đồng thời, nhờ vào ưu điểm của tấm nền IPS với góc nhìn lên tới 178 độ so với phương ngang, người dùng không nhất thiết phải ngồi trực diện vẫn có thể trải nghiệm hết chất lượng của hình ảnh. Màn hình Dell SE2219HX cũng được tối giản hóa các cổng kết nối, chỉ giữ lại hai cổng kết nối phổ biến bao gồm VGA và HDMI, vẫn giúp người dùng truy xuất tốt dữ liệu hình ảnh và âm thanh từ các thiết bị máy tính, laptop với độ phân giải cao. Sản phẩm hiện đang được phân phối qua các đại lý của Synnex FPT trên toàn quốc. Chi tiết sản phẩm tại đây.